Cái này cái nu của công nha bạn. Ngồi đục hoài không biết suy nghĩ, không biết đục ra sao, đục chút giống như con gì, con ngựa trời luôn. Con này con gì không biết nữa. Nhắm 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 là như con ngựa trời vậy đó. Thì đó. Nó có mấy cái cốt đây mà nó xỉa tùm lum tùm la hết, mình cũng chả biết đục sao luôn, đục bỏ đâu. Đục bài dày giống như con ngựa trời vậy đó. Chắc cắt ở đây quá, cắt ở đây làm cái đỉnh, uống một cái cành rớt rớt ngay chỗ này nè, rồi làm cái đỉnh lên, uống cái tông là lạ đó. Mình trừ hao, cái này mình trừ hao, còn ai không thích nữa cắt sát vô đây đó. Uống ngọn này, uống một cái cành rớt rớt đây, đây đây ở đây thì nó không có điểm nút trên đỉnh, chỗ này nó có cái điểm nút trên đỉnh, chỗ này nó có điểm nút trên đỉnh, chỗ này nó có điểm nút hai bên, cái điểm để mọc mọc tược đó nha bạn. Nhiều khi mọc hai bên, nhiều khi mình dẫn lên cái tược đỉnh dẫn nó không đẹp, nó nằm ngay đây thì dẫn lên cái tược đỉnh nó đẹp hơn. Đây 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 còn ai không thích thì dựng cái cây lại luôn, dựng cái cây lại bạn, dựng cây làm cái bầu lại, trồng cây thẳng á nha, đục cái này làm cái cây cây trực á, cây thẳng ăn luôn á, đục cái đế lại là cái thành cây này đế cũng đẹp lắm nha bạn. Đấy, cái trống ở chỗ này nè, cái này mốt dễ dẫn rễ rồi, nếu không thích thì trồng thẳng này nha bạn. Đó, đục đế lại cắt ngang này làm cây 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 thẳng á, là mấy cây cây bình thường nha bạn, cây trực rồi. Con này cái tông là lạ, mình nói chung cắt cái tông là lạ, giống như nhìn giống 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 như con gì vậy. Cho nước rồi nha bạn. Cái này cái hoành chắc cũng to. Cái cục cái này nó tròn đẹp lắm, cái thân cái này nè, nó tròn. Tròn cây nhìn đẹp. Cây này chắc hoành chỗ này chắc khoảng 30 28 30 ạ. Chiều cao nó khoảng 24 thôi. Còn không thích nữa thì cắt ở đây làm cây bay cũng được. Dẫn một cái tược bay ra đây, dẫn cái đỉnh lên đây. Cái này nó cũng có nhiều cách để làm đó. Nuôi công nha bạn. Tại mình phái cái tông là lạ, giống như nhiều khi uống mấy cây bình thường á, nhìn nó không lạ mắt. Uống mấy cây nhìn là lạ mắt tí xíu. Nuôi công nha bạn.